Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn Emmy nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có tiểu Ấn Độ quý cô chú anh chị em, ngũ sắc và một số dòng khác ha. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em trên kênh nha. Rồi anh chào Mỹ. Dạ, anh chào anh Thái, mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Trước hết em xin chân thành cảm ơn quý chú anh chị đồng hành clip vừa rồi ha. Thì chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung lớp giò Đồng Tháp, số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị. Em vô mã đầu tiên là cây đỏ rất pizza ha quý chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 42, chiều cao là 80, hoành là 16. Mã số 1 này em xin giao luôn giá là 320.000, đã bao gồm phí ship cho mình luôn rồi ha. 320.000 cho mã số 1 cây đỏ Red Bia. Tiếp theo lên mình mã số 2, một cây tiểu Ấn Độ ghép gốc thường. Ồ đúng rồi, mã số 2 hoa rất đậm quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 95, hoành năm đôi vị trí này là hoành 18. Mã số 2 này em cũng xin giao luôn giá là 260.000, 260.000 cho mã số 2 một cây tiểu Ấn Độ gốc thường. Thêm lên mình mã số 3, một cây cam lửa. Tán ngang cây này em đo là 39, chiều cao là 69, hoành là hoành 12. Mã số 3 này em xin giao luôn mức giá là 230.000, 230.000 cho mã số 3 một cây cam lửa. Thêm lên mình mã số 4, cây rất nhiều màu. Red Pia, tím tuyết, tím pháp quý anh chị em. Hồng lửa. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 62, hoành là hoành 14. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu với mức giá là 250.000. Có dưa hấu đỏ nữa. 250.000 cho mã số 4. 5 màu. Tiếp thêm lên mình mã số 5, một cây ghép 2 màu. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 86, hoành là hoành 12. Mã số 5 này em cũng xin giao lưu mức giá là 230.000. Cành vàng lá ngọc đỏ với cẩm thạch vàng heo của chú anh chị. Tiếp theo là mình mã số 6, một cây Ema bonsai 2 màu của anh chị em, màu trắng và màu tím. Tán ngang cây này em đo là 39, chiều cao là 60, hoành là hoành 15. Mã số 6 này em xin giao luôn giá là 300.000, 300.000 cho mã số 6 một cây ghép 2 màu. Thêm là mình mã số 7, một cây trắng tuyết à. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 65, hoành là hoành 17. Mã số 7 này em xin giao luôn giá là 300.000. Cái lúc do vận chuyển thôi nó bị nứt nhưng mà nó quá đá heo của chú anh chị. 300.000 cho mã số 7 cây trắng tiết. Tiếp thêm lên mình mã số 8, Red Pia tím pháp, ruby tím lửa. Tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 68, hoành là hoành 11. Mã số 8 này em xin giao luôn giá là 200.000, do nắng nó bị lột da theo của chú anh chị. Em để rẻ lại 200.000 cho mã số 8. Thêm là mình mã số 9, một cây tím tiết siêu bông của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 42, chiều cao là 80, hoành là hoành 18. Mã số 9 cây tím tiết này em xin giao lưu giá là 320.000, 320.000 cho mã số 9 cây tím tiết. Tiếp theo lên mình mã số 10 là một cây tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 90, hoành là hoành 11. Mã số 10 em xin giao lưu giá là 230.000, 230.000 cho mã số 10. Tất cả đơn hàng đã bao phí ship rồi theo cô chú anh chị. Thêm lên mình mã 11, tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 89, hoành năm đôi vị trí này là hoành 12. Mã 11 này em cũng xin cho luôn giá là 230.000,
cây tiểu Ấn Độ hoa đậm của anh chị em. Tiếp thêm lên mình mã 12, một cây Alisa. Alisa và hồng gân của anh chị em, hai màu. Tán ngang cây này em đo là 77. Chiều cao là 88. Hoành là hoành 13. Mã 12 này em xin vô luôn giá là 230.000. 230.000 cho mã 12. Tiếp thêm đây mình mã 13. Tiếp tục là một cây tiểu Ấn Độ ghép gốc với ta với chị em. Màu lên cực kỳ đẹp á. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 1m07. Hoành 14. Mã 13 này em xin giao luôn giá là 250.000. 250.000 cho mã 13, một cây tiểu Ấn Độ gốc thường. Tiếp thêm lên mình mã 14. Một cây ruby quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 49. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 14. Mã 14 này em xin cho luôn giá là 230.000. 230.000 cho mã 14. Thêm lên mình mã 15. Tiếp tục là một cái Alisa. Tán ngang cây này em đo là 59. Chiều cao là 92. Hoành là hoành 12. Mã 15 này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã 15. Tiếp thêm lên mình mã 16 là một cây đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 53. Chiều cao là 59. Hoành em đo vị trí như là hoành 12. Mã 16 này em xin giao lưu giá là 230.000. 230.000 cho mã 16, cây đỏ lửa. Tiếp thêm lên mình mã 17. Sakura phất hồng ghép chung với tiên nữ với cô chú anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 56. Chiều cao là 77. Hoành là hoành 11 theo cô chú anh chị. Mã 17 này em xin cho luôn giá là 230.000. 230.000 cho mã 17. Tiếp thêm lên mình mã 18. Tiếp tục là một cây tiểu Ấn Độ của anh chị em. Ghép gốc Mỹ ha. Hoa lên siêu đẹp luôn. Tán ngang cây này em đo là 63. Chiều cao là 88. Hoành là hoành 11. Mã 18 này em xin Zalo mức giá là 230.000. 230.000 cho mã 18. Tiếp thêm lên mình mã 19. Hồng gân, đỏ lửa, ruby tím lửa. Tán ngang cây này em đo là 49. Chiều cao là 75. Hoành là hoành 13. Mã 19 này em muốn xin Zalo mức giá là 230.000. Có tiếng bướm đúng không anh chàng, 4 màu. 130.000 cho mã 19. Tiếp theo lên mình mã 20. Ruby đỏ lửa vàng thái. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 64. Hoành 11. Mã 20 này em xin cho luôn mức giá là 230.000. 230.000 cho mã 20. 3 màu. Cuối clip em lên cho mình mã 21 là một cây ngũ sắc thái 5 màu. Cây lớn nha cô chú anh chị. 5 màu thái rực rỡ quá anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 74. Chiều cao là 97. Hoành năm đo vị trí này là hoành 22 ha. Mã 21 này em xin giao luôn mức giá là 470.000. 470.000 cho mã 21. Mình đã bao gồm phí ship luôn rồi ha cô chú anh chị. Dạ rồi, mã 21 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha.
của clip. Cuối clip mình cảm ơn Thái, cảm ơn quý chú anh chị đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ những clip vừa qua của em. Hẹn gặp lại quý chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em nha.